Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một cái sự thương tâm trong cái việc mà sử dụng tự do súng đạn, thưa quý vị. Đó là trường hợp một vị cảnh sát gốc Việt Trương Thái vừa trúng đạn qua đời vào ngày 13 tháng 10, 2022, thưa quý vị. Thì tin tức cho biết là anh là một cảnh sát có thâm niên 23 năm và 49 tuổi. Thì vào lúc 1 giờ sáng, anh cùng với một người đồng đội, tức là một sĩ quan cảnh sát khác, đã nhận được một lệnh là đến hiện trường của một vụ cãi lộn hay còn gọi là xáo trộn trong gia đình, thưa quý vị. Tiếng Anh gọi là disturbance, domestic disturbance. Thì thường là những cái vụ mà vợ chồng cãi cọ, cãi lộn, đánh lộn trong gia đình thì nó xảy ra cùm bữa, thưa quý vị. Có thể nói là ở bất cứ nơi đâu trên địa cầu này cũng có những vụ bạo hành, bạo động, coi như là bạo lực trong gia đình. Chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, anh em đánh nhau là một cái chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên cũng xin nói cho quý vị khán giả hiểu là ở Hoa Kỳ này có một cái vấn đề gọi là tự do súng đạn, thưa quý vị. Người dân được quyền mua súng. Đây là một cái điều hết sức khó khăn cho lực lượng cảnh sát cùng với những cái lực lượng công quyền. Thì khi anh tới hiện trường và bất ngờ, thưa quý vị, là một người ngồi trong xe ở số địa chỉ là 800 East Flamingo Road đã nã súng vào anh và người đồng đội của anh, thưa quý vị. Và có thể nói rằng đây là một cái cú gọi là tấn công bất ngờ và anh cũng đã bắn trả lại, thưa quý vị. Nói chung là một cuộc đấu súng giữa một người, một nghi can không biết cãi cọ, cãi lộn như thế nào hay muốn tự sát và đã bất ngờ nổ súng từ trong xe của nghi can này, thưa quý vị. Thì đương nhiên cuộc đấu súng đã diễn ra và anh Trương Thái là người trúng đạn và đã ngã xuống, và một người thường dân đi ngang vào lúc đấy cũng bị trúng đạn, thưa quý vị. Thì người đồng đội còn lại đã gọi cho xe cứu thương và đã đem anh đến bệnh viện, và anh đã trúng đạn vào ngực. Nói chung là hết sức gọi là khủng khiếp và sanh nghề tử nghiệp, và anh đã trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện Las Vegas, thưa quý vị, South Central Area Hospital. Thì có thể nói là hung thủ sau khi nã 18 phát đạn thì lên xe bỏ chạy, thưa quý vị. Thì đương nhiên người đồng đội của anh Trương Thái đã gọi lực lượng tiếp ứng, tiếp cứu và bao vây, và hung thủ chạy được 3 dặm thì đã bị chặn, và sau đó thì đã bị lực lượng cảnh khuyển, tức là những chú chó cảnh sát xông vào để mà bắt giữ, thưa quý vị, và đã bị còng tay. Thì có thể nói rằng việc tự do súng đạn ở Hoa Kỳ rất nguy hiểm. Ngay cả vùng chúng tôi hàng năm trong cái địa hạt có từ 4 đến 6 vị cảnh sát tử vong vì cái lực lượng tội phạm chống trả và coi như là sử dụng súng đạn để đấu súng với cảnh sát, thưa quý vị. Nói chung là sinh nghề tử nghiệp ở Hoa Kỳ này rất là coi như là rất là nghiêm trọng. Người ta cứ thường nói là cảnh sát là dễ dàng bắn các người dân, nhưng ở một cái chiều ngược lại thì người dân hay những bọn tội phạm vẫn sát hại cảnh sát điều, thưa quý vị. Nói chung là hành nghề cảnh sát ở Hoa Kỳ này hết sức căng thẳng. Mỗi một chuyến đi ra đường, đi tuần tra, nhiều khi là gia đình phải cầu nguyện, bản thân của những vị cảnh sát cũng phải cầu nguyện không biết là sẽ trúng đạn lúc nào, tử vong lúc nào, vì lực lượng tội phạm rất manh động được quý vị. Lực lượng cảnh sát thì chỉ có súng ngắn, trong khi người dân hoặc lực lượng tội phạm có khi sử dụng cả tiểu liên tấn công, vân vân, các loại hỏa lực mạnh, kể cả lựu đạn chẳng hạn như vậy, rồi có những loại súng trung liên. Ở Mỹ thì không bán đại liên, nhưng cỡ trung liên trở xuống là có quyền bán thưa quý vị, hoặc là những loại súng như shotgun, tức là bắn đạn ghém. Một phát đạn có thể tung ra hàng trăm mảnh đạn và gây ra sát thương rất lớn trong cái cự ly gần chẳng hạn như vậy. Và xin chia buồn với gia đình anh Trương Thái. Hoàn cảnh của anh Trương Thái thì cũng hết sức tội nghiệp, là anh có một người con gái và người vợ của anh thì đã ly dị từ lâu. Tuy nhiên người vợ cũ cũng đã đến bệnh viện thăm anh lần cuối. Thì nói chung là một cái sự hy sinh của một vị cảnh sát gốc Việt ở thành phố Las Vegas là đáng trân trọng thưa quý vị. Thì có những người sẵn sàng hy sinh mạng sống để mà bảo vệ sự yên bình của người dân. Nhưng ở đây chúng tôi cũng nói rằng có những vị cảnh sát hành động quá trớn, quá đáng, vân vân, và đã gây ra những vụ tử vong hàng năm, lên tới hơn 500 vụ nổ súng gây thương vong từ 800 cho tới 1.000 người bị sử dụng súng đạn gọi là quá quyền bảo vệ của cảnh sát. Nói chung là lực lượng cảnh sát lúc nào họ cũng nghĩ một số người dân là tội phạm thưa quý vị. Và họ được huấn luyện như thế cho nên là có nhiều người trong cộng đồng người gốc Việt cũng đã bị bắn chết, bị tàn sát khi mà họ không hiểu luật ở Hoa Kỳ. Cảnh sát được quyền nổ súng để mà tấn công, trấn áp tội phạm. Trong khi rất nhiều người Việt Nam thì cứ thích những cái trò hù dọa như là tao sẽ giết mày, tao sẽ cắt cổ mày, vân vân, khiến cho nhiều người hoảng sợ gọi cảnh sát. Và khi cảnh sát đến, họ hỏi ra câu chuyện thì đang la hét đòi cắt cổ, đòi giết người, đòi chém người này người nọ, rất hung bạo. Và đương nhiên cảnh sát sẽ nổ súng làm thịt những thành phần như đó. Thế đó thưa quý vị. Ở xã hội Mỹ họ không chấp nhận những cái thành phần mà lên trên YouTube rồi cầm kiếm hù dọa chém người này người kia, rồi lấy súng ra hù dọa bắn người này giết người nọ, là những cái bằng chứng cho thấy là những thành phần đó rất bạo động, bạo lực, hù dọa giết người, vân vân thưa quý vị. Nếu quý vị nào mà thấy những thành phần đó đe dọa gia đình quý vị, đe dọa cá nhân quý vị, thì hãy báo ngay cho sở cảnh sát để được bảo vệ thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.